Chào mọi người quay lại với tựa game Snowrunner. Và hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại cái map ở khu vực Alaska nhé. Và nhiệm vụ của chúng ta ở cái map này đó chính là Drilling Supply, tức là chúng ta sẽ chở một cái container hàng hóa và những cái đường ống từ cái vị trí ở cảng phía bắc này các bạn, từ cái cảng này đến cái vị trí là Drilling Site. Đó, chúng ta sẽ chở từ đây đến đây. Và con đường mà chúng ta đi, chúng ta sẽ đi theo đường này. Và chúng ta sẽ đi theo cái chỗ chích chắc này. Đó, đi dọc theo con đường này và chúng ta đến Drilling Site. Thì chúng ta vẫn sẽ xuất phát từ ra, chúng ta đi đây luôn, đến đây qua cầu này chúng ta lấy hàng và chúng ta sẽ đi theo đường này. Và cái con xe mà chúng ta sử dụng các bạn, mình sẽ sử dụng cái con xe này luôn, Veron IE4380. Con xe này mình sử dụng ở clip trước và mình đã mua nó ở cái map Steamer. Hôm nay mình sử dụng nó luôn các bạn. Và mình sẽ có thêm một cái vài tùy chỉnh cho nó nữa, tại vì chở hàng thì mình sẽ gắn thêm cái tấm ván này, cái tấm này để mình chất hàng lên nó dễ dàng hơn. Và mình chỉnh màu sơn cho nó một chút cho nó khác đi. Đó, mình sử dụng màu sơn này. Rồi, chúng ta tiến hành thôi. Đó. Rồi, bây giờ mình xem lại cái bản đồ để mình đánh dấu các bạn. Chúng ta sẽ đi đến đây chúng ta lấy hàng, tức là ngay cảng phía bắc đây. Rồi. Chúng ta lên đường thôi các bạn. Cái con xe này mình chạy ở clip trước thì nó cũng khá là ngon các bạn. Ui, mình quên nhả thắng tay. Mình kéo cái trailer băng qua cái chỗ đầm lầy ở cái khu vực đập Miss Will. Nó cũng hoàn thành nhiệm vụ khá là xuất sắc và mình mở khóa được luôn hai cái. Ui, từ lúc con chuột của mình nhắn nó không ăn các bạn. Nó hoàn thành nhiệm vụ khá là xuất sắc các bạn. Và mình mở khóa luôn hai cái vị trí upgrade còn lại ở khu vực đập Miss Will. Nên hôm nay mình lại tiếp tục mình chọn nó nữa. Và hôm nay mình sẽ cố gắng mình làm xong nhiệm vụ sớm thì mình đến cái chỗ cái con đường hầm đó các bạn, để mình qua một cái map mới nữa ở khu vực Alaska này luôn. Và cái khu vực Alaska này hiện tại còn hai cái điểm upgrade mình chưa mở khóa các bạn. Xe nó bị trôi các bạn, nó bị trôi. Mấy bữa nay mình lái toàn là bùn không à, nó không có trôi. Hôm nay mình qua đây này nó bị trôi các bạn. Cảm giác nó lái xe nó sẽ lạ hơn một chút. Mình hy vọng là hai cái đó mình chở một cái chuyến xe là được luôn các bạn. Một container hàng hóa và những cái ống mình chở một chuyến xe thì được, tại vì mỗi cái số lượng là một thôi. Mình hy vọng sẽ là một chiến xe là xong luôn, để mình chạy đến cái vị trí upgrade xong rồi mình sẽ chạy đến cái đường hầm để mình mở khóa luôn cái bản đồ mới. Ở clip sau thì mình sẽ mình sẽ khám phá cái map mới. Ôi trời, chưa đụng mà hai cái bảng dẫn đường nó tung luôn các bạn, thấy không? Cái đường này mình nhớ các bạn, mình chạy thẳng luôn một chút mình sẽ đến cái cầu. Trời ơi, xe nó trôi rồi nè, lúc mình không làm chủ được nó luôn. Đây là con xe upload nha các bạn, mình dùng nó để mình chở hàng thì nó sẽ thuận tiện hơn. Mình thích những con xe này hơn. Đó, mình sẽ đến cái cầu ra đây. Ôi chết, đụng cục đá là cái phục của chúng ta bị một nhát nữa rồi các bạn, bị hư một ít rồi. Nó trôi luôn các bạn, mình thắng là không kịp luôn, là mình chạy hơi nhanh nữa. Rồi chúng ta đến cái vị trí cảng rồi đây. Một hồi mình sẽ chạy ra cái cầu cảng cho các bạn coi cái cảnh ngay cho cái cầu cảng nè. Ở lần trước thì mình đến đó thôi, mình không có chạy ra. Giờ mình sẽ chạy ra cái cầu cảng cho các bạn xem nè. Đây là cái cảng để bốc dỡ hàng hóa ở khu vực Alaska đây các bạn. Đó, mình sẽ chạy lại cái cầu cảng ở đây nè, nó ngay vị trí phía trước đây nè. Đó, mình ra đó luôn. Lần trước mình chạy tới đây thôi, mình không có chạy ra đây cho các bạn ngắm cái cảnh xung quanh ở đây. Đó, các bạn thấy không? Ở phía trước toàn là băng giá không à, nhìn thấy đẹp ghê không? Ôi trời, chắc nữa là mình gớt dưới sông rồi. Mình gớt dưới biển chứ không phải dưới sông các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây là khu vực cảng phía bắc ở Alaska đây.
Đó, cái map mình đang sử dụng. Đó, các bạn thấy không? Để mình điều chỉnh thời gian một chút nữa cho nó nét lên nè. Bây giờ là 15 giờ rồi. Mình chỉnh 13 giờ nè. Đó, nó cũng vậy à. Đó, tiếp bắt đầu rơi nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đẹp rê chưa? Đó. Ước gì mình được đặt chân đến đây một lần nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ quay lại chúng ta làm nhiệm vụ thôi. Nãy giờ mình tào lao một chút. Rồi chúng ta tiến lên thôi các bạn. Chúng ta quay lại chỗ đó chúng ta lấy hàng thôi. Ở đây nó lạnh giá quanh năm các bạn. Ở cái chỗ lấy hàng chỗ nào đây? Không có chỗ nào đâu rồi ta. À đúng rồi, cái chỗ này nè các bạn. Đây là cái chỗ mình lấy hàng đây nè. Đúng rồi đây. Rồi mình sẽ đi. Hôm nay cái lạc ống lớn caro, đây là một ít cha rồi. Một cái thùng này á, một cái caro container. Này là một xe luôn các bạn. Để mình xem là cái nhiệm vụ xem. Caro container. Này là một xe luôn. Ồ mình lấy cái ống, những cái đường ống là ở nhà kho này các bạn ơi, chứ không phải ở đó. Mình sẽ chở từ đây và mình chạy tới cái nhà kho này, mình lấy những cái đường ống này, đường ống cỡ chung. Rồi. Vậy là chúng ta sẽ chở cái này là đường ống là cỡ lớn rồi các bạn. Building. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái này luôn các bạn. Rồi cái này chúng ta chở được hai chiến xe mới rồi cái nhiệm vụ này các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở ra. Bây giờ mình sẽ đánh dấu để mình đi đến cái vị trí là building site. Rồi chúng ta sẽ đi đến đây các bạn. Rồi chắc mình chở được đến đó luôn quá. Rồi hy vọng là con đường của chúng ta không có gì trở ngại nha các bạn. Tuyết thì chắc chắn sẽ có tuyết, là lún thì chắc chắn sẽ có lún. Hy vọng thì chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng. Mình cũng tin tưởng con xe này của mình nữa. Rồi chúng ta lên đường thôi. Ủa, khoan, để mình xem ở chỗ nào nãy mình quên. À, mình sẽ chạy theo cái đường lớn tới này, gần tới cây cầu thì mình sẽ rẽ trái. Ồ, cái container hàng hóa này cũng khá nặng các bạn. À, mình chạy, mình để mình gàn như vậy nhìn nó cũng khá là hiu các bạn, nhìn nó dễ ghê lắm. Bởi nãy mình chọn cái thùng phía sau nó khác hơn, có tấm chắn ở trên thì nó hay hơn. Mình nghĩ là nó sẽ gọn chứ nó không có cao nhiễu như vậy. Chúng ta sẽ quẹo trái chỗ này các bạn. Đó. À, chiếc xe này thì ôi chết, chắc mình leo lên kia. Dẫn động bốn bánh hay là phái visa thì nó luôn mở luôn các bạn, mình không phải điều chỉnh những cái đó. Đương nhiên thì nó sẽ ngốn nhiên liệu rất là nhiều. Từ từ nào. Hình là cái chỗ này nó không bị lúng. Ở cái chỗ phía trước mình nghĩ nó sẽ bị lúng đây. Cái chỗ này chắc chắn là nó sẽ bị lúng đây. Đó. Cố lên. Ôi trời ơi. Cố lên xe ơi. Ôi lúng các bạn ơi. Hình có xe của chúng ta qua được rồi. Ta sẽ quẹo bên này. Ở đây có cái tảng đá giữa đường nè. Mình cho nó ở giữa luôn. Ôi chết. Ôi không xa hơn quá. Ôi con đường khá là khó các bạn. Đường này lúng khá là nhiều. Ủa chết cha rồi, vô cái thế này chúng ta sẽ không đi tới được. Chúng ta sẽ gieo lại một chút. Chúng ta chạy qua bên này một chút. Xem lại cái bản đồ các bạn. Ồ, mình đi mới có một chút xíu thôi các bạn ơi. Mình đi mới có một chút tí là còn một đoạn đường trước khá dài.
tuyết trắng xóa nhìn đẹp quá các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Hồ tuyết nó dày kìa, các bạn thấy không? Ô, xe cũng là bị nghiêng. Ô, 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 ô. Dè lại một chút. Chúng ta quay qua cua hơi khó các bạn. Ý là xe của chúng ta nó không có dài lắm nha. Những chiếc xe dài chỗ này mình khó qua cua lắm nè. Ồ, lúng, 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 lúng. Ra là cái ngã tư nữa, chết cha, động cơ mình mới bị ngát. Ro, đường ngập nước các bạn. Để mình xem lại bản đồ coi. Mình có thể đi tắt cái đường nào được không? Không các bạn, mình chỉ tiếp tục con đường cũ thôi. Thì mình đi thẳng luôn. Thẳng luôn. Tiếp luôn. À, cái lớp mình dùng là cái lớp on terrain các bạn, tức là tất cả địa hình. À, nhưng mà loại bùn thì nó chỉ ở mức độ trung bình thôi. Còn up raw thì nó lại sai lên. Oh, tuyết bắt đầu rơi rồi các bạn. Trời vẫn có nắng. Chúng ta phải cẩn thận thôi. Chúng ta đi mở khóa những cái nắp canh đây thì xe của chúng ta lật không sao, nhưng mà chúng ta chở hàng hóa như thế này chúng ta bị lật xe thì mình cũng không biết như thế nào, không biết có đền hoàng cho người ta không nữa. À, có một lần mình nhớ rồi, mình recovery luôn các bạn, thì cái nhiệm vụ mình sẽ bị mất. À, chúng ta đến đây chúng ta đi thẳng luôn các bạn, chúng ta phải làm lại cái nhiệm vụ đó chứ chúng ta không đền gì hết. Đây lại có một cái ngã ba, ở đây có một cái ngôi nhà nè các bạn, ở đây có một cái nhiệm vụ. Mình xem lại cái bản đồ. Ờ, chúng ta cũng gần tới rồi, gần tới rồi, chúng ta qua một cái cua này nữa thôi. Đó, cái chỗ này, cái dũng này, cái dũng nước này, không biết à dũng nước này mình có thể qua được. Rồi chúng ta chiến thôi, tại con xe này mình lội qua cái dũng này ở cái clip ở cái map Smithville mà, cái dũng đó nó cũng mình nhìn nó không có cái đường đi qua luôn mà nó qua được. Lúng rồi, lúng rồi. Còn tuyết rơi nữa. Cái thùng container này nó vẻ là nó không có nặng lắm các bạn. Hồi nãy giờ mình đi mấy cái chỗ lúng mà nó cũng vượt qua, cũng nên nói là không khó khăn lắm, cũng khá là dễ dàng. Ồ, khoan khoan khoan. Cái chỗ này nó ngập nhưng mà nó cũng không đến nỗi sâu. Qua luôn. Tiến lên thôi. Ô, phía trước kìa. Trời, các bạn nhìn cái hồ kìa các bạn. Ô, chết cha, cái chỗ này hơi, cái chỗ này sợ bị lún đây. Cái chỗ này hơi căng đây. Mình sẽ qua được luôn. Cố lên, cố lên. Cố lên. Ngon lành rồi các bạn, xịn sò luôn, mình chọn con xe không sai luôn. Ở đây có cái ngã ba, ở phía trước có tháp canh rồi, chúng ta đã mở khóa cái tháp canh đó rồi, mình sẽ đi thẳng luôn các bạn, mình thẳng luôn, mình sẽ đến Berlin Side. Ở phía trước nó cũng có những cái đường ống các bạn thấy không? Chắc là mình sẽ chở thêm, nó không đủ mình sẽ chở thêm. Đây thì mình chở hàng hóa này để chắc có lẽ là hàng tiêu dùng. À, rồi mình sẽ lót hàng xuống. Unloading, à được rồi các bạn. Còn một cái đường ống nữa các bạn. Ôi hồi nãy mình nhắn không được, bây giờ nó lại được nè các bạn. Rồi
Và giờ chúng ta đã xong một cái nhiệm vụ rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ chạy đến cái vị trí là upgrade này luôn, vị trí upgrade. Xong rồi chúng ta sẽ đến cái nhà kho nữa các bạn. Chúng ta đến cái nhà kho để chúng ta chở những cái đường ống nhỏ, ống chung cả chung. Đó, chúng ta sẽ đi chúng ta ngay chỗ vị trí này các bạn. Chúng ta cũng có thể đi đường này luôn. Hoặc là bây giờ chúng ta để mình kiểm tra mình nhiên liệu của mình coi. Mình chạy đến cái vị trí upgrade luôn đi. Mình chạy đến vị trí upgrade xong rồi mình chở đến tới đây, đến cái nhà kho này. Thôi mình đi đến cái nhà kho trước đi các bạn. Mình đi đến cái nhà kho trước đi rồi một hồi mình về mình đến cái vị trí upgrade sau luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến cái nhà kho này, chúng ta chở những cái đường ống cỡ nhỏ. Chúng ta sẽ quay lại cái chỗ này các bạn, quay lại chỗ này và chúng ta đi theo cái đường này. Cái đường này khá là khó đi các bạn. Khá là khó đi luôn á, chứ không phải dễ đi đâu. Đường này không đi được rồi. Hoặc là chúng ta sẽ đi ra cái đường lớn này. Cái đường này thấy gớm lắm, hồi đó mình có chạy đi một lần rồi. Và bây giờ mình chạy lại thử luôn nha các bạn. Mình thử với con xe này luôn, mình test nó luôn. Rồi, mình tiếp tục thôi các bạn. Mình sẽ quay lại. Trời tối luôn rồi các bạn. Tuyết rơi khá nhiều các bạn, bạn thấy không? Tuyết rơi quá trời luôn, nhìn giống như mưa luôn. Rồi chúng ta sẽ lấy những cái đường ống cỡ chung. Đó, đúng rồi các bạn. Rồi cái này khá là nặng đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái vị trí drilling site. Chúng ta chỉ còn 95 lít nhiên liệu thôi. Ây da, không biết như thế nào đây. Rồi, tiến lên thôi các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ đủ nhiên liệu đến cái vị trí ngay chỗ mà cái chợ Fuel. Chúng ta sẽ đến đó, chúng ta nạp xong rồi chúng ta mới đến vị trí Drilling Site. Giờ chúng ta cố gắng hạn chế bị mất lầy các bạn. Bị mất lầy chúng ta tốn rất là nhiều nhiên liệu luôn. Mình sẽ quẹo qua đây. Mình lũi xuống kia là mình sẽ bị mắc kẹt chắc luôn. Cái chỗ này nó có đá nên nó không bị lún các bạn.
Ôi ôi ôi. Chết cha, nó dướng cục đá phía trước rồi, cục đá to quá. Nó không, xe nó không có lên được. Cái bánh nó dưới cái bánh các bạn. Mình sẽ chạy qua đây một chút. Cố lên nha. Cố lên nha xe ơi. Qua được rồi các bạn. Chút xíu vậy mà mình mất hết 10 lít nhiên liệu nãy giờ. Từ từ qua thôi. À, cái lúc đầu các bạn mình nhìn cái này trên cái bản đồ mình nghĩ nó là con sông luôn á, chứ không phải là cái đường ngập nước. Mà đó mình chạy xe đến gần cái vị trí này mình nghĩ nó là con sông cho nên mình quay lại. Cho nên khi mà mình chạy đến một chút nữa thì mình thấy mới thấy được cái bảng là cái đường ngập nước các bạn, mình mới tiến lên luôn. Không là mình nghĩ nó là con sông luôn. Rồi để mình xem lại cái bản đồ, như là mình quẹo chỗ này ta. À đúng rồi các bạn, mình sẽ quẹo chỗ này nè. Tiến lên một chút nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ rồi. Chúng ta sẽ kiếm được một mớ tiền. Lách qua cái hẻm này đây. Rồi à, nó có vết bánh xe của chúng ta đi lúc nãy nè. Lạc nữa. Và chúng ta sẽ đi thẳng luôn. Đi thẳng và đi thẳng luôn. Chúng ta không có quẹo chỗ nào hết. Cái này, những cái ống này thì nó khá là nặng các bạn. Nó nặng hơn nhiều so với cái thùng container lúc nãy. Mình chạy mình cảm thấy xe nó y là gõ rệt luôn á. Chúng ta sẽ đến cái chỗ ngập nước nữa. Cố lên chút nữa thôi. Chúng ta sẽ qua một cái chút chỗ loại bùn nữa các bạn. Mình sẽ cố gắng mình đi lại ngay chỗ cái vết lúc nãy các bạn. Đó. Ồ. Nãy
cái chỗ phía trong nó lúng mình quá trời, lúng quá trời lúng luôn. Giờ mình đi ở đây rồi, được rồi, ngon lành luôn rồi. Rồi, chúng ta sẽ qua phía này để chúng ta lót hàng xuống. Đó. Nó sao vậy ta? Lúc nào nó cũng bị lỗi. À đây nè. Rồi, anh lót rồi, vậy là xong rồi các bạn. Rồi, chúng ta được nhận thưởng là 5.900 đô và 670 sao. Đó, xét thôi các bạn. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lái xe đến, chúng ta cho xe của chúng ta đến vị trí upgrade này luôn, để chúng ta mở khóa nó luôn nha các bạn. Sẵn gần đây thì chúng ta làm luôn. Ở đây nó có cái hàng rào này. À nhưng mà mình qua được. Ở đây thì xe của chúng ta hư thì chúng ta cũng không sao hết. Hình như là ở phía bên, à phía bên này đường ống các bạn. Ở phía bên kia đường ống là thua luôn, chúng ta không có qua được. Chết. Rồi. Đó. Rồi, đây là update động cơ các bạn. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ cho xong nhiệm vụ của ngày hôm nay rồi các bạn. Và mình cũng xin dừng clip ở đây luôn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.